Nếu không có lòng thương xót trước cảnh giết chóc như thế, thì hạt giống từ bi của chúng ta mỗi ngày sẽ héo khô, sẽ cằn cỗi. Một người không nhạy cảm trước cái khổ của chúng sanh, dần dần sẽ không nhạy cảm đối với người thân yêu của mình khi đau khổ. Sẽ xảy ra nhiều việc lắm. Nó sẽ đổ vỡ hạnh phúc. Và cuối cùng, chính người đó cũng gặp một cái quả đau khổ. Và quan trọng nữa là nếu mà cái tâm hồn của mình đã héo khô cằn cỗi cái hạt giống từ bi rồi, thì công phu tu hành, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền của chúng ta cũng khó mà thành tựu tốt đẹp. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe Tổ Thiện Hoa dạy rằng đạo Phật là đạo từ bi mà cũng là đạo bình đẳng. Chữ bình đẳng này huynh đệ nghĩ sao? Nó liên quan tới như thế nào? Chúng ta phải hiểu bình đẳng là sao? Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và điều thứ hai là tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết. Bình đẳng là vậy đó. Ai cũng ham sống sợ chết. Sao mình giết hại chúng sanh? Điều thứ hai, tất cả đều có Phật tánh. Vậy người Phật tử dưới tầm con mắt của mình không nên thấy người và vật khác nhau, mà đang là bình đẳng cùng có Phật tánh, mà người và vật đều đồng một trí giác bình đẳng. Trí giác đó ở đâu? Ẩn trong cái thân sai biệt. Trong cái thân sai biệt, đây là người, đây là thú, vẫn có Phật tánh. Những câu chuyện gần đây, quý vị thấy những nhà nuôi súc vật, những người cứu cho một con hổ, thì quý vị thấy hình ảnh cái gì? Con hổ đó được người chăm sóc, nó ôm như là con, và nó cũng bày tỏ tình cảm lên má của cái người nuôi con hổ đó một cách trìu mến. Và có chuyện cảm động nữa là có một nhà coi như là chuyên chăm sóc những động vật hoang dã. Một hôm ông chết, thì gia đình rất là ngạc nhiên khi thấy một đoàn voi cách nhà ông 10 cây số lần lượt xếp hàng từ con lớn xuống con nhỏ. Ai báo tin cho nó nghe mới được chứ. Mà cách đó 10 cây số nó đi bộ về xếp hàng thứ lớp về ngay đúng nhà của ông để thăm. Và sau khi quỳ hai chân xuống như lại rồi, thì cả đoàn trước nhất là ở gần đó để chờ đợi. Ngày hôm sau mới quay về rừng. Thì quý vị thấy cái năng lực phi thường của động vật hoang dã. Cái trí của nó như thế nào mà nó biết đường nó đi. Rồi ai báo tin nó để nó đến nó thăm. Đó, thành ra thưa đại chúng, chúng ta đừng coi con vật như con vật. Hãy biết rằng nó cũng có Phật tánh, cũng có chân tâm. Nhưng vì nghiệp chướng cho nên nó vào một cái thân súc sanh như thế. Và dĩ nhiên thân súc sanh là nó thuộc về tám nạn mà Phật dạy đó. Tu làm sao vượt qua tám nạn? Đừng sanh vào lúc chưa có Phật thì là một bị một nạn. Đừng sanh vào lúc Phật đã nhập Niết Bàn, không có cơ hội học Phật. Giờ này chúng ta có đang ở trường hợp Phật nhập Niết Bàn không? Có, nhưng chúng ta may mắn chánh pháp của Phật còn. Cho nên cái nạn này cũng đỡ. Đừng sanh vào cái gọi là cõi trời không có Phật. Sung sướng quá không tu được, rồi đừng sanh vào cái nơi nghèo khổ quá như địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng tu hết nổi, chịu hình phạt. Giờ đâu còn tu? Khổ không? Rồi đừng sanh vào trạng thái này mới nguy hiểm nè. Thế trí biện thông. Hiểu quá đi, lanh quá đi, cãi quá đi, cuối cùng không có tin. Nhân quả không tin cái con người thánh thiện của mình để trở về. Mà lúc nào cũng đấu tranh phải quấy của thế trí biện thông. Đó, tóm lại là có tám nạn mà chúng ta phải vượt qua. Cũng không sanh vào loài người mà điếc đuôi câm ngọng,
Đó. Rồi không sanh vào vùng biên địa hạ tiện. Người, nhưng mà ở đâu? Ở biên giới á. Quý vị có thấy tin tức ở biên giới không? Không biết ăn gì nữa. Trồng trọt rất là khó khăn. Rồi học hành thì lội suối lội đèo, mà cũng chưa chắc học được nữa. Lội suối lội đèo 5-3 cây số. Có khi qua học, cô giáo, thầy cô giáo phải ở miền kinh hy sinh đó mà xuống mà dạy. Có khi được 2-3 cái chữ thôi, gọi là 2-3 con chữ thôi, chứ cũng không có được một cái trí tuệ hiểu biết. Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vượt qua những điều đó, chúng ta phải ý thức mình rất là có phước đức. Mà nếu nói về loài người thì đất nước Hoa Kỳ là một đất nước văn minh giàu đẹp. Chúng ta xác nhận phước đức của mình, nhưng đồng thời chúng ta phải cố gắng tiến tu, đừng lơ là. Vì vật chất có thể đệ nhất, nhưng tâm linh giải thoát chưa phải đệ nhất. Nó còn tùy thuộc nơi ai? Nơi chính mình. Nếu trong điều kiện tốt đẹp của xã hội như thế này, mình biết tu, mình sẽ là an vui đệ nhất. Nhưng nếu trong cái sự giàu đẹp này mà mình lại là người lòng tham không đãi, thì chúng ta vẫn đau khổ như thường. Đó, thì xin đại chúng nhớ cho để cố gắng tiến tu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì người Phật tử dưới tầm nhìn của mình không nên thấy người và vật khác nhau. Người cao hơn loài vật, cái giá trị thấp hơn, mà nên nhớ tất cả đều có Phật tánh bình đẳng ẩn trong cái thân tướng sai biệt này. Đó, và nhiều câu chuyện nữa, chúng ta sẽ thấy loài vật cũng rất là lanh lợi. Như hiện nay, con vật gần nữa là như con chó. Quý vị thấy con chó đã giúp như thế nào? Giúp nhiều công tác. Mà thưa đại chúng, con chó có lương hưu nữa đó nha. Quý vị có nghe những câu chuyện đó không? Nó nằm ở trong ngành cảnh sát, thế là nó giúp đi truy tầm tội phạm trong mấy cái gì đó, bom với lại cái ma túy xì ke. Thế là khi nó già, mà đó là những con cảnh sát chó xuất sắc, thế là cũng có quân hàm và được tiền hưu đàng hoàng. Thành ra chúng ta cũng thấy con chó cũng được có cái cẩu quyền xứng đáng. Chúng ta đừng có sống khi mà mình coi thường con vật thì mình quá lạc hậu, mình chưa văn minh. Rồi con chó làm gì được nữa? Giúp cho người mù qua đường. Cô Hiền Trí nhắc con voi nó mạnh lắm, nó đâu có ăn gì, nó ăn mía. Kính bạch thầy, mình cứ nói ăn chay mà ăn mặn mạnh, còn ăn chay thì yếu. Như con voi nó ăn gì, dứa, chuối, đồ tầm bậy, bợ cây, cấu rừng mà không mạnh dễ sợ. Ai nói ăn chay yếu, vô vật giết voi thử thôi. Rồi điều thứ hai rồi con gì nữa? Con bò. Dạ. Con bò cũng ăn cỏ hả? Ăn cỏ mà mình là uống sữa của nó nữa. Uống sữa bò mà chưa đâu nha. Tốt nữa. Đôi khi là B12 đó cũng dạ. Là từ con bò. Nó mạnh để sợ con bò. Rồi một vật. Nói rằng vật dưỡng nhân là một quan niệm rất đúng hay sai? Ai nói sai giơ tay lên. Thiệt chơi. Vật dưỡng nhân nói như vậy là lạc hậu lắm nha, xưa rồi. Do ích kỷ thôi, muốn lợi cho mình, do ngạo mạn thôi, cho nên con người mới chủ trương điều đó. Quan niệm đó dung túng cho người ta thẳng tay giết hại sinh vật và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng. Không bao giờ cõi đời này có thể an ổn hòa bình được với một người có tính chất ích kỷ và bất bình đẳng. Hai cái bản chất đó sẽ tạo nhân quả xấu cho con người. Rồi, thứ hai, sở dĩ mình ăn chay thì cái nguyên nhân thứ hai là vì muốn tránh quả báo luân hồi. Lý do ăn chay. Phật dạy tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay cứ tạo nhân tội ác, sát hại ăn thịt lẫn nhau, nên sẽ bị quả ác là sanh tử luân hồi mãi trong sáu đường. Chúng ta chừng nào còn làm cái việc đó thì còn luân hồi sanh tử trong sáu đường. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết một mạng thì phải trả lại một mạng.
tâm giết hại chẳng dứt trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao, có nghĩa là cõi đời đau khổ được. Vậy muốn tránh oan báo luân hồi, tránh các điều tội lỗi thuộc về giới sát sanh, nên ăn chay. Nếu ăn mặn hoài sẽ không thể nào hết nợ, mượn mạng và trả mạng lẫn nhau. Đây là cái nợ xương thịt máu huyết. Đó, người xưa dạy mình bằng nghiêm khắc. Thứ ba là vì muốn hợp vệ sinh. Không phải mới từ ngày hôm nay mà ngàn xưa, các vị triết gia đã nói rằng mỗi buổi ăn, khi chúng ta dùng thịt là đã tự đầu độc mình. Con người tự giết mình một cách ngấm ngầm mà không hay biết. Cho nên con người bị mạng yếu và chết sớm chính là do ăn thịt. Ta nạp những cái loại thực phẩm đó mà con vật có được nuôi dưỡng bằng những cái cao cấp không? Không, thì đôi khi thân nó đủ thứ bệnh hoạn hết. Thế là chúng ta cũng đem những thứ bệnh đó vào người. Thật thế, ngày nay những nhà y khoa, bác sĩ trứ danh nói rằng trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Hôm nay một số tờ báo nói về sức khỏe cũng xác nhận điều này. Bây giờ đây là một cái bằng chứng dễ thấy. Rau cải để lâu ngày thì sao? Thứ nhất là nó héo khô, rồi nó ung lên. Nó ung có nghĩa là nó bị gì? Nó nhầy ra thôi, nhưng mà nó có hôi lắm không? Cũng hôi nha, nhưng mà chưa lắm bằng cái gì? Bằng thịt cá. Thịt cá mà để lâu ngày thì sao? Sình, ương, hôi, tanh, không ai chịu nổi. Để muốn nói cái gì? Đó, mấy chất đó vô người đó. Mình sẽ biết là mình đem mầm bệnh là như vậy đó. Đem mầm bệnh theo. Đó. Ngày xưa mỗi khi giảng pháp là dẫn chứng nhiều thứ lắm. Và khi ăn thịt thì chúng ta sẽ thấy thân người của mình nó nặng nề, mệt nhọc, khó tiêu. À, tài liệu khoa học hôm nay cũng nói khi mà muốn cho thức ăn được tiêu hóa thì cái số calorie cần cung cấp rất nhiều mới làm tiêu hóa hết phần thịt của thú vật mà chúng ta ăn vào. Nhưng nếu rau cải thì sao? Nó rất nhẹ nhàng. Cho nên tại sao ăn rau cải thì nó mau tiêu hơn là vì như thế. Hơn nữa, các loài thú vật thường mắc bệnh này hay bệnh khác, bệnh lao thương hàn, rồi nó bệnh sáng nữa, sáng lãi, có không? Sáng lãi con gì quý vị ăn hoài đó nhớ không? Thịt bò nhớ ra. Bị sên vân vân. Nếu ăn vào sẽ vướng bệnh rất nguy hiểm. Để tránh những bệnh tật và tăng sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải. Các khoa học gia cũng như những nhà đông y, tây y đều công nhận đồ ăn chay là nhẹ nhàng. Ai đồng ý tới đây xin giơ tay lên. Đồ ăn chay là nhẹ nhàng. Bằng tay giác ngộ đó nha. Bằng tay giác ngộ thấy được rồi đó. Bởi thế nước Nhật có hội tố thực chủ nghĩa, có nghĩa là chủ nghĩa ăn rau cải. Và Pháp, Đức, Anh có thảo mộc thực hội. Bây giờ cái tiếng này theo update theo hôm nay kêu bằng hội gì thưa đại chúng? Group gì? Vision group. Mình vô mình ăn ha, vô cái nhà hàng Mỹ là mình nói này là Mỹ hiểu liền à. Vision. À, nói như vậy là họ biết họ bưng cái gì ra cho mình liền. Họ có đem thịt ra đâu. À, không, có khi còn kỹ nữa là không có đem sữa nè, không có đem bơ nữa đó. Chứ không phải sơ sơ đâu nha, nghiêm túc đó. Đó, có hội này hôm nay ở Hoa Kỳ cũng có. Quý vị có khi nào gặp không? Thấy những cái bảng quảng cáo vào ăn nó có giới thiệu, có thức ăn kiểu mà ăn kiêng. Vision. Rồi, phần thứ tư. Muốn khích lệ ăn chay phải giải tỏa nghi ngờ. Có người lo xa, sợ rằng ăn chay nó sẽ yếu. Có người có thành kiến sai lầm rằng ăn thịt cá mới có đủ sức mạnh. Thật ra người ăn thịt không có sức mạnh và sức chịu đựng dẻo dai bằng người ăn chay trường.
Sư ông dẫn chứng giáo sư ở Đại học đường Yen sau nhiều cuộc thí nghiệm đã long trọng tuyên bố rằng ăn thịt hay ăn những vật có nhiều chất đạm sẽ làm cho con người không đủ sức chịu nhọc, không khác nào như người uống rượu. Còn bà White, một khoa học gia, cũng đã tuyên bố rằng các thứ hột nè, những thứ trái cây nè, đậu nè, rau cải là những thức ăn thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Bài giảng này trước năm 1963 sẽ có mặt trong thời kỳ nuôi dưỡng hòa thượng ân sư của chúng ta ở tại Phật học đường Ấn Quang, tức là khoảng năm 1959. Đã giới thiệu các thứ hột, các thứ trái cây là thức ăn thiên nhiên để nuôi sống chúng ta. Hôm nay quý vị thấy điều này nó được phổ biến rộng rãi chưa? Tin không? Hột gì? À, hột nết nè, hột gì nữa? Xin mời đọc lên coi. Rồi, dư thường làm việc thử coi ăn hột gì? Bố Phật thưa thầy, thường thường ở đây người ta hay kêu là mấy cái hột như là hột almond, tức là hột almond. Hột điều, dạ. Rồi. Xong rồi họ xài. Ở đây có nhiều thứ nết lắm thầy. Những cái hột kêu là hột kê, hột ốc chó. Ốc chó, không biết tại vì tôi cũng sợ không nói ra cái tên. Cái hình dáng nó giống như vậy. Rồi. Nhiều thứ hột lắm ạ. Rồi hôm qua bắt tôi ăn đậu cái phộng. Hột gì nè? Hột đậu phộng, hôm qua ăn cơm. Hột chia. Rồi hột... Quinoa. Nhiều thứ lắm, dạ. Bố Phật. Bắt đầu nhiều loại hột. Hôm nay chúng ta giờ này một quyển sách của một ông già nhà quê ở Trà Ôn viết cách đây 1950, là cách đây mấy mươi năm? Hơn 65 năm. Bây giờ đất nước văn minh mới chạy theo cái câu này. Chứ ở đây là đã được coi như một cái trí tuệ để giáo hóa hàng đệ tử khắp nơi hiểu biết mà ứng dụng trong cuộc sống. Các thứ hột nè, các thứ trái cây nè, thí dụ chúng ta sẽ có một người thể hiện cái chủ nghĩa ăn trái cây là ai? Đó, đố một chút kia, lờ đờ, không biết ha, mà hỏi nước Anh, nước Mỹ, nước Tây biết nói liền á, Việt Nam cái không nhớ. Ông đạo dừa, ông ăn cái gì? Ăn dừa, uống nước dừa, cái ở trên ngọn dừa luôn. Mát mẻ, ông chỉ sống vậy thôi, có sao đâu. Mà thưa đại chúng, ông là một kỹ sư đấy, chứ không phải người tầm thường đâu. Rồi, các thức ăn sẽ nấu một cách giản dị. Nếu bằng rau cải, nấu giản dị lắm, thì rất hợp vệ sinh và rất bổ, làm cho thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh được biết bao nhiêu tật bệnh. Tới đây chúng tôi cũng lo kể câu chuyện vui, không thôi là quên. Sau 75, mẹ chúng tôi đau nặng, chờ mổ. Và trong thời gian đó thì bà mẹ ở nhà cũng ăn cây trường. Thì bác sĩ và y tá nói rằng bà muốn được trị bệnh, bà phải ăn mặn. Và lúc đó tôi đang tu ở Viên Chiếu, về để thăm và chăm sóc mẹ trong mấy cái ngày mổ. Thì bà mẹ tôi kể như vậy rồi, thì tôi mới xin gặp cái ông bác sĩ phụ trách ca mổ của mẹ tôi. Hỏi thưa bác sĩ, phải bác sĩ nó ăn chay trị bệnh không được không? Tại vì ốm yếu phải không? Thưa bác sĩ, tôi là tu sĩ Phật giáo đang ăn chay, bác sĩ nghĩ sao? Cái bác sĩ liền nói không, tôi nói là tôi nói cho người khác. Chứ thật ra ăn chay mà cách của sư thì là quá tốt rồi, không có gì để nghi ngờ nữa. Thành ra quý vị thấy, vì người ta hiểu giới hạn, cho nên thường nghĩ rằng ăn chay không có sức khỏe. Vì như chúng tôi nói, ngày xưa những người Phật tử hiền lành của chúng ta, khi ăn chay không muốn làm phiền gia đình. Và khi ăn chay đâu có rủ được gia đình đâu, ăn một mình. Cho nên ăn một cách đơn giản. Thế là muối tiêu, muối ớt, muối xả, rồi một chút chao dít vô, thế là xong. Rồi sau này ăn chay mà văn minh hơn chút thì tôi thấy cắt xoài, cắt dưa hấu thì tôi thấy nó cũng còn văn minh lên được chút. Chứ giai đoạn đầu có những nơi chỉ ăn muối xả, muối ớt, muối tiêu thì đúng là ăn chay không có sức khỏe thiệt. Nhưng mà đâu phải ăn chay là như vậy. Vẫn dùng đậu hũ, vẫn dùng các loại rau. Hôm nay cũng dùng nấm.
vân vân cũng chế biến một cách ngon lành. Đó, thì chúng ta nên biết đó là cái quan niệm hẹp hòi, chưa có hiểu biết một cách đầy đủ của người chung quanh đối với vấn đề ăn chay. Bây giờ cách thức ăn chay. Sao ông dạy rằng thứ nhất là về chương trình ăn chay. Rồi thứ hai là gì nữa đây? Phương pháp thực hành, chọn lựa thức ăn, vân vân. Chương trình ăn chay nói rằng mặc dù ăn chay đối với Phật tử là điều cần thiết, là một phương pháp tu hành, nhưng muốn được lợi ích thiết thực phải có phương pháp và áp dụng một cách tuần tự theo căn cơ và sở nguyện. Tuần tự nha, theo căn cơ nha, theo sở nguyện, chứ không phải là bắt mình làm một cách không thể thực hành. Trước tiên, không phải người Phật tử nào cũng phải bỏ hẳn tập quán ăn mặn của mình mà phải ăn chay. Vì thế, Đạo Phật có chia ra hai loại ăn chay. Là ăn chay, xin điền vào ăn chay gì? Ăn chay kỳ và ăn chay trường. Đó, nên biết nha, ăn chay mình phải vào rút nào. Đừng có ghi danh vô ăn chay trường rồi làm không nổi, rồi trùm mền nằm ra, rồi nói tu bệnh đi nhà thương. Mà đầu tiên mình yếu bắt đầu, căn cơ của mình phải vô ăn chay kỳ trước. Ăn chay kỳ nó cũng lại chia ra nhiều đẳng cấp lắm. Là sao? Thứ nhất là nhị trai, một tháng ăn hai ngày thôi, ngày mùng một và rằm. Rồi có khi mình lên đẳng cấp tứ trai, hồi nãy nhị trai là hai ngày trai thôi, giờ lên đẳng cấp 4.000 chay là ăn mùng 1, mùng 8, rằm và 23 là lên đẳng cấp 4 ngày. Thì quý vị hôm nay có thể là đẳng cấp đó, thí dụ ăn ngày thứ hai chẳng hạn, khỏi cần mùng 1, mùng 2 mới công xé lịch. Cái quý vị nói con không có lịch, cái con ăn không được nữa, đổ thừa nữa. Thì hai ngày này bất cứ ngày nào thuận lợi. Rồi có khi những người Phật tử hiền lành chúng ta chọn tăng đẳng cấp lên lục trai 6 ngày. Là ngày nào? Mùng 1, mùng 8, 14 rằm. Rồi 18, 23, 24, 28, 29, 30. Cho nên rắc rối cuộc đời. Thôi giờ 6 ngày mình cũng lựa. 4 tuần thì 4 ngày rồi. Thêm 2 ngày nữa tăng cường lên. Chọn ngày nào cũng được. Đẳng cấp không còn là ngày mà thành tháng. Đẳng cấp tháng nha, hôm nay ăn chay thuộc loại tháng rồi, coi như đẳng cấp nguyệt rồi, chứ không còn ngày là đê nữa nha. Minh rồi đó ha, cái đai minh này rồi. Thì thưa đại chúng, nguyệt này là sao? Ăn một tháng chay có nghĩa là chọn, hoặc là tháng giêng ăn trọn tháng, hoặc tháng bảy trọn tháng. Và trong cái ăn chay một tháng này rất là tình nghĩa, ăn để báo hiếu, ăn để cầu sự an bình cho gia đình, đi kèm một cái lời nguyện như vậy đó. Trong một tháng trai, ăn một tháng hoặc trong một năm. Rồi có khi tam nguyệt trai, có nghĩa là ăn chay ba tháng, thì có thể ăn tháng giêng, tháng bảy, tháng mười, hoặc là ăn liên tiếp ba tháng. Có khi từ tháng tư đi tới tháng bảy, muốn tháng nào cũng được, mà bắt đầu cái đẳng cấp là ăn ba tháng chay trong một năm. Nếu tập ăn chay kỳ một thời gian không gặp phản ứng về cái gì? Về thân. Luôn cả tâm. Ăn chay mà giàu giàu ít đói quá là mình biết người này ăn chay có thoải mái không? Ăn chay mà có vấn đề đấu tranh, nửa muốn ăn chay, nửa muốn ăn mặn, chỉ trong tối tới Phật ngủ là bắt đầu dở nắp, thì người này có vấn đề. Thì thưa đại chúng, phải coi thân tâm chúng ta có bị phản ứng gì không. Nhận thấy có lợi ích thì nên tiến tới chay trường. Nhưng mà đây là cái lời khích lệ. Tôi lại tâm sự về mình là một đệ tử của Phật trên đường tập tu cái vấn đề ăn chay. Tôi không ăn chay kỳ nhiều như vậy, tại vì coi tháng ngày tôi thấy nó rắc rối cuộc đời, tôi nhào vô chay trường luôn. Mới đầu chỉ có 2 ngày, 4 ngày cho nó dễ. Sau đó lục trai này kia là nó rắc rối. Đó, chỉ nhị trai, tứ trai có là 42 ngày chay, rồi 4 ngày chay, rồi nhảy lên thành chay trường luôn.
À, chớ nhớ ngày mùng 8, 14, ngày rằm 18, 23, 24, 28, 29, vân vân. Đầy khó khăn. Thế mà ngày xưa ông bà của chúng ta từng đi những bước hết sức là tha thiết. Rồi bây giờ vấn đề ăn chay trường là sao đây? Ăn chay trường cũng gọi là trường trai, có nghĩa là ăn, trường là lâu dài, trai là ăn thanh đạm, không có giết chúng sanh đó. Là ăn toàn chay luôn trong mỗi ngày, không gián đoạn, và sẽ cố gắng hết đời. Nhưng có người sẽ phát nguyện thời gian cũng được. Nếu mỗi ngày phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ngọ trai. Đó, biết những danh từ chuyên môn nha. Chứ không thôi đây là cảnh giới của mình đó, mà mình ú à ú ớ hỏi tới nó dạ không biết, cái nào cũng giống nấy, không hiểu gì hết trơn, vô phân biệt, gì cũng không biết hết. À, thứ hai là phương pháp thực hành. Sư ông kỹ lắm dặn nha, lựa chọn thay đổi thức ăn. Để ăn được lâu dài mà không ngán thì phải chọn thức ăn có nhiều sinh tố nè, phải bổ dưỡng nè. Thí dụ cà chua nè, ăn rau muống nè, ăn đậu nành nè, nấm rơm, bắp cải, khoai tây, nếp lứt, vân vân. Và những món ăn nên thay đổi luôn. Ở đây có một màn mấy chị của tôi đó nha, hay cho ăn, cái cho ăn hoài một thứ à, ăn sáng trưa chiều một ngày cái nấu có một thứ à, ăn rồi xong rồi còn kéo dài 2-3 ngày nữa à, mô phật. Thì mình nên nhớ cái lời dặn là nên thay đổi món. Trong một bữa ăn phải ăn những món gì để bữa ăn có đầy đủ chất bổ và ngon miệng. Và sư ông còn kỹ nữa nha, cho những bữa ăn kiểu mẫu. Thứ nhất, trái cây cùng ăn với cơm hay bắp, à, bột mì, rau cải, đậu phộng rang. Chúng tôi đọc tới đây, chúng tôi rất là cảm động. Khi mình đọc những đoạn văn kinh, thí dụ kinh trong thời Đức Phật, chúng ta thấy được hình ảnh sinh hoạt, kinh tế của một đất nước vào một thời kỳ. Và đọc những đoạn này, chúng ta cũng thấy được một cái hình ảnh hiền hòa của miền dân miền Nam Việt Nam trong cái thời điểm đó. Đó, ăn trái cây nè, ăn với cơm hả, miền Nam rặt phải không? Rồi ăn bắp nè, ăn bột mì, rau cải, đậu phộng rang, ăn chay nữa. Đó. Thứ hai là sữa tươi cùng ăn với trái cây ngọt và cơm, à, bắp hay bột mì. Thì bột mì hôm nay mình chế biến thành cái gì? Bánh mì nè, rồi gì nữa? Thành nuôi, rồi gì nữa? Còn nữa, bí già hả? Trời ơi, thông minh vậy? Trời, chú Tiểu biết rồi, bí già cũng thành từ bột ra. Rồi, chưa kể là mì gan. Mì gan làm rất nhiều thức ăn. Ngày xưa tôi cũng là người phải ăn chay, cho nên cũng học cách chế biến, làm rất là nhiều thứ. Rồi, các món ăn chính nói trên là cần thiết, nhưng cũng cần thêm gia vị. Như nè, hột cải cay nè, như tiêu, ớt, giấm, vân vân, để giúp bộ máy tiêu hóa làm việc dễ dàng. Nhưng nếu dùng gia vị quá nhiều thì sẽ có hại. Xong kỹ không? À, sợ nghe vậy cái đêm cho dữ dội vô. Sẽ làm cho bộ máy tiêu hóa nóng, sanh bệnh và làm kích thích cơ thể. Bây giờ đến cách nấu. Thức ăn là cần thiết nhưng cách nấu cũng quan trọng. Đừng có quan niệm sai lầm là ăn chay nấu thế nào cũng được. Có nghĩa là hơi không chăm sóc bữa ăn. Không cần thiết phải quan tâm đến. Đó là một thái độ. Nó khiến cho việc ăn chay trở thành không hấp dẫn. Nếu thức ăn bổ mà không biết cách nấu thì làm cho nó hết bổ và làm hại cho bộ tiêu hóa nữa. Dưới đây là vài điều nên nhớ khi nấu ăn. Thứ nhất, không nên chiên xào nhiều quá. Ai có bệnh này xin giơ tay. Chiên xào nhiều quá. Còn chịu dơ nữa, tuần nào tới phiên cũng chiên mà cũng không thèm giơ tay nữa. Chiên xào nhiều quá thì sinh tố B và sinh tố C sẽ bị dầu sôi tiêu diệt
và món ăn có nhiều dầu làm cho bao tử nó phải mệt. Thứ hai, nên ăn đồ nướng. Quý vị thấy hôm nay nướng, những cái kiến thức mà một người làm Phật sự có đủ trí tuệ để truyền đạt cho đến hôm nay cũng phải chấp nhận. Đồ nướng là tuyệt vời nhất, nhất là nướng không có thoa dầu. Có một lần tôi được mời lên cái thành phố Santa Rosa, mời lên một cái nhà hàng Mỹ sang trọng. Mô Phật xin thấy đồ ăn mình cũng mệt luôn. Nó giống như miền quê ngày xưa, nó rất là đơn sơ, nướng và làm rất là bình dị đơn sơ. Đó, nhưng mà đó là cách ăn khoa học nhất đấy. Nhà hàng đó của Mỹ. Hôm nào quý vị bước lên thành phố Santa Rosa, ngay cái tiệm Mỹ đầu tiên, rất mắc tiền và rất đông người ăn ở đó. Khi nấu hay luộc nên đậy nắp. Nè mấy cô nhà bếp nhớ nha, để làm gì? Sinh tố khỏi bị mất. Và nên đổ ít nước để chất bổ khỏi loãng. Luộc rau mấy cô đổ nước rất nhiều, cho nên rau nào củ nào nó cũng lặt nhách hết. Thì phạm vô cái lỗi mà kêu là nghệ thuật nấu ăn. Và nước luộc rau rất tốt, không nên đổ đi, vì nó chứa rất nhiều chất bổ và sinh tố. Đó, cho nên cái muốn món là luộc rau muống của mình đó, mà muốn hấp dẫn thì phải làm sao? Vác một miếng chanh, bỏ một chút cà chua vô. Đó là coi như đệ nhất sinh tố. Rồi cái phương pháp ăn chay nữa là gì? Ăn thịt giảm dần chứ không có bắt. Mà kêu bằng một cách mà quá bức bách khiến cho chúng ta làm không được. Trong những ngày ăn mặn còn lại, chúng ta giảm bớt thịt, giảm dần dần. Đối với những người ăn chay kỳ thì khi ăn mặn nên mua những con vật đã làm sẵn. Chứ hôm qua mới ăn chay, hôm nay nhốt một số để bắt đầu xăng tay áo, thanh toán trực tiếp. Thì nó uổng đi những ngày mình nuôi dưỡng lòng từ bi. Cho nên sư ông thôi cũng chiều theo nghiệp chướng quý vị, mua đồ nấu sẵn, làm sẵn đi. Hoặc làm giảm bớt số lượng, mua ít đi thịt cá mà ăn nhiều rau cải và sữa. Tạm dùng trứng gà, trứng vịt, nhưng không tượng con. Nghĩa là cái gì? Hộp vịt lộn, hộp gà lộn thì tôi sao tôi không nghe, mà tôi nghe hộp vịt lộn nè. Mới ăn chay nhảy ra cái lựa ăn thứ độc không. Thì, thì khuyên nên để ý hành vi của chúng ta, đừng có vì khoái khẩu. Khi đã tinh tấn về mặt tinh thần rồi thì Hòa Thượng còn khuyên không nên ăn trứng gà, trứng vịt. Vì trứng cũng là một sanh vật sắp nảy nở. Chỗ này mình nghĩ sao? Đây là trứng gà vườn, chứ hôm nay đa số là ăn trứng gà công nghiệp không trống. Thành ra tới đây không phải Hòa Thượng nói sai, mà thời gian đó không có trứng gà công nghiệp. Hiểu không? Mình đọc một bản văn, mình thấy được cái nền văn hóa văn minh thời đại. Những điều cần tránh: ăn chay không nên kiêu mạn. Người nào có phúc duyên ăn chay được dễ dàng nên không sanh lòng kiêu mạn. Thưa đại chúng, có những người không thể ăn chay được. Và có một gia đình chúng tôi quen biết đây nè, là một Phật tử thuần thành ủng hộ cho một Hòa Thượng làm Phật sự, rất muốn đi tu mà không thể nào ăn chay được. Thì cuối cùng Hòa Thượng cũng từ bi cho xuất gia vẫn ăn mặn. Nhưng với cái phẩm phục của bậc giải thoát thì không bao lâu tự nhiên cái nghiệp chướng ăn mặn được chấm dứt. Đó là trường hợp chính là trong Pháp Hội Thiền Tông. Một gia đình rất là ủng hộ Hòa Thượng nhiều năm với nhiều Phật sự. Bà mẹ rất muốn đi tu nhưng mà ăn chay không được. Cuối cùng Hòa Thượng nói thì thôi cho bà cứ tu đi, gieo duyên, còn cái phần ăn chay để bà cố gắng sau. Nhưng mà vào đắp được pháp phục rồi, ngay tức khắc bà không thể nào pháp phục trang nghiêm mà đem cái đồ mặn để bà ăn, mà ăn lén ăn cũng ngon nữa. Cái nói thôi dẹp luôn, thế là nhảy vào. Và luôn cả trong pháp hội dịch kinh của Ngài Huyền Trang cũng có Ngài Khuy Cơ rất là giỏi,
là người đầy trí tuệ có thể giúp cho cái hội dịch kinh của Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn qua chữ Hán văn. Nhưng Ngài cũng không ăn chay được. Thế là Ngài Huyền Trang cũng cho vào hội dịch kinh, cũng cho xuất gia. Nhưng mà một thời gian rồi tự nhiên Ngài cũng dừng một cách dễ dàng. Cho nên yên chí cứ tu tu đi rồi mai mốt ăn chay hết à. Không có sao hết. Nhưng đừng kiêu mạn ăn được, đừng có khinh cái người ăn mặn. Như vậy sẽ sanh hai chuyện. Một là ác cảm đối với người, thấy người ăn chay gì mà không dễ thương, phách lối quá. Và điều thứ hai là tổn âm đức của mình. Mình làm là mình đang có phước đức vô cùng, tự nhiên ngã mạn, cái nó tổn cái đức của mình. Thứ hai, ăn chay không nên háo danh. Có người mới bước vô đường đạo đã ăn trường chay ngay, cốt cho người khác khen ngợi. Ăn chay như thế là do lòng háo danh mà ra. Hành động này thứ nhất không có lợi cho việc tu hành mà có hại. Vì khi không còn ai để ý để khen ngợi nữa thì thấy hết hứng thú. Không còn hứng thú để ăn chay nữa. Cho nên đó là điều có hại. Thứ ba, sư ông nhắc, không nên ép xác. Có người tưởng lầm rằng ăn chay là để hành hạ thân xác, nên cố ăn một cách cực khổ, như chỉ ăn rồng rã, tương, rau, muối xả từ năm này qua năm khác. Ăn như thế sẽ hao mòn thân xác và chết yểu trước khi thành đạo. Cho nên cũng không nên ha. D là không nên ăn giả mặn. Tội lỗi hôm nay tràn đầy cái tội này. Có nhiều bà nội muốn trổ tài khéo léo, nấu chay mà giả mặn, rồi đặt tên món mặn, làm ra những hình thực giống đồ mặn. Thí dụ, củ hủ cao, củ hủ dừa kho thì gọi là cá tra kho. Bắp chuối luộc trộn giấm, rau răm, cái nói là gà xé phai. Rồi bí đao sắc mỏng, ướp rồi nướng lên cho ăn bánh hỏi, cái khoe là thịt bò lụi. Như thế đã vô tình xúi người ăn chay mà nghĩ đến đồ ăn mặn. Giống như có tiệm thức ăn chay mà kế bên toàn là nghe kêu món mặn lên không, đâu có gì hay đâu. Ngay cái ngôn ngữ của mình cũng chưa tu nữa. Cho nên cố gắng. Miệng ăn rau dưa mà lòng tưởng đến thịt cá, làm trò cười cho thế gian. Điều kế tiếp, không được quên ngày chay. Không nên khinh thường quên những ngày chay mà mình phát nguyện. Cha, có người nói Phật từ bi thôi quên cũng không sao. Nhưng mà thưa đại chúng có sao không? Dù gặp trường hợp bất thường như đi lỡ đường, làm việc quá buổi, lúc đói quá, không có sẵn thức ăn chay, cũng không nên quên ngày chay. Theo chúng tôi vì sao? Vì ăn chay là một cách rèn luyện nhân cách đạo đức. Nếu chúng ta phát nguyện mà không tự lượng sức mình thì mình cũng là một tư cách không tốt. Rồi chưa kể cái người hứa mà hứa với Phật á, mà còn nói một đàn làm một ngã, thì người đó sống ở đời làm sao trở thành người tốt được. Đây là những điều không ai bắt buộc. Rồi mà thế mà còn như thế thì không thể nào trở thành người tốt. Thành ra chúng ta phải hiểu những lời hứa nó lợi cho mình chứ không phải bắt buộc của Phật. Nên nhớ điều đó. Và kế đến là nêm ngũ vị tân, là năm món sẽ nên giới hạn. Và nếu tu giỏi là cấm. Là cái gì? Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Hành, đố quý vị biết vì sao? Nếu chúng ta có ăn chay, chúng ta mới biết khi ăn hành, cái cơ thể chúng ta tiết mùi không có thanh thoát. Ăn hẹ nữa, có người nói trời ơi, hẹ là chay chứ có mặn đâu mà cấm. Nhưng quý vị có biết là ăn hẹ cái miệng mình cũng từ trong bao tử nó đã tiết ra cái chất không thanh tịnh. Tỏi cũng vậy. Mặc dù nếu có khi vì trị bệnh, nhưng chúng ta phải biết đây là chúng ta đang dùng vì phương tiện trị bệnh. Nén cũng là một hình thức giống của tỏi. Hưng cừ, đó là những cái loại mà
ở Việt Nam mình hơi hiếm, nhưng tóm tắt là đồ gia vị. Tại sao nên giới hạn? Vì ăn cái thứ này nè là cái thứ hôi, và quan trọng hơn là nó kích thích dục vọng rất mạnh. Cho nên người tu cần làm chủ về vấn đề kích thích. Cho nên giới hạn ăn những chất kích thích. Đó. Lợi ích về cá nhân thì là sẽ được lợi ích trong hiện tiền và trong mai sau. Hiện tại ăn chay. Ở đây sư ông nói mình cũng có cái thấy hiểu được và có những cái chắc chắn có nhiều người cảm thấy không hiểu hoàn toàn. Là ăn chay tiết kiệm tài chánh, vì ăn chay rẻ hơn đồ ăn mặn. Thật ra vô tiệm thì mắc hơn, tại vì ít nấu cho nên phải nấu mắc. Chứ thật ra ăn chay rau cỏ sao mắc, phải hiểu như vậy. Sẽ tiết kiệm ngày giờ và công lao nấu nướng. Nhiều người nói không, có ăn mặn làm mau hơn ăn chay. Là vì mình là những người nội trợ dỗm, không khéo, không biết cách nấu chay thôi. Chứ nấu chay rất đơn giản, luộc vân vân. À, vì mướp dưa bầu bí cắt rửa mau và ít tốn nước. Còn nếu làm thức ăn mặn phải rất là kỹ. Và kho luộc nấu nướng lại mau chín, ít hao củi. Đó là lý do sư ông nói nó rẻ tiền, ít tốn tiền. Thân thể được khỏe mạnh, tinh thần được nhẹ nhàng. À, thưa đại chúng, và khi như thế thì trí tuệ cũng minh mẫn để tu hành, và nhất là minh mẫn để sống hài hòa, an vui trong gia đình. Và nói về nhân quả thì khi ăn chay không có vay nợ xương máu của chúng sanh thì chúng ta sẽ không có đền mạng. Đó. Và dĩ nhiên cái điều này nó rất là tế nhị chứ không phải nó thô thiển. Cái câu thơ mà muốn giới thiệu của quý vị ở đây chính là bài thơ hai câu thôi. Tất cả chúng sanh không nghiệp sát, khổ đau chinh chiến sẽ không còn. Từ nghiệp sát mà nó đến cái nghiệp giết hại của chiến tranh. Xin mời đại chúng cùng đọc. Tất cả chúng sanh không nghiệp sát. Tất cả chúng sanh không nghiệp sát. Tất cả chúng sanh không nghiệp sát. Khổ đau chinh chiến sẽ không còn. Khổ đau chinh chiến sẽ không còn. Khổ đau chinh chiến sẽ không còn. Hôm nay chúng ta đọc những tin tức mới nhất của thế giới. Mình thấy khi nào còn cảnh giết nhau thì mình biết mầm mống chiến tranh còn kéo dài. Những lời Phật dạy nó thiết thực như vậy. Mình nhìn thực tế nè. Nếu còn có những cảnh giết nhau mà giết một cách bức bách, một cách tàn nhẫn, thì những cái oán thù đó sẽ tạo những cuộc chiến tranh còn hẹn ở tương lai, gây đau khổ tiếp tục cho nhân loại. Cho nên cái tinh thần của Đạo Phật chính là cái tinh thần khích lệ cho tất cả chúng ta sống một cách khỏe mạnh, sống một cách lành thiện, sống một cách vui tươi, sống một cách nhân ái. Cho nên sự an vui giải thoát có ngay trong hiện tại, và chúng ta nhân rộng điều đó cho khắp nơi. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Và xin tất cả đại chúng, chúng ta đã nghe để biết được lợi ích ăn chay như vậy thì chúng ta nên cố gắng. Nó không mang tính chất tôn giáo, mà nó mang tính chất nhân ái, nhân hậu của một cái xã hội. Đó. Và nó cũng mang một cái tinh thần văn minh về vấn đề thực phẩm nuôi dưỡng chúng ta, nuôi dưỡng từ thân cho tới tâm. Mong rằng đại chúng sẽ có duyên lành bước vào chay kỳ. Trai kỳ có thể mình đi bằng từng ngày, đẳng cấp mình tăng dần, hoặc là mình đi vào cái đẳng cấp của tháng. Và nếu ai đủ duyên thì bước đến trai trường. Nhưng tất cả điều này vẫn là điều phụ thôi. Cái điều chính trong chuyện tu vẫn là điều tâm là chính. Nhưng khích lệ đại chúng cũng không nên coi thường cái vấn đề phụ mà nó rất thiết thực hàng ngày. Hàng ngày chúng ta đều phải tiếp xúc với vấn đề ăn uống. Chúc tất cả đại chúng tiến tu trong tinh thần trí tuệ giải thoát.
xin mời hồi hướng đã. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều và nhẹ và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi, từng bước đi chánh niệm quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta. Niềm hạnh phúc trong ta, hãy thở đều và nhẹ và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi, từng bước đi chánh niệm quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ dõi nhịp tim trong ta. Niềm hạnh phúc trong ta.